tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống, văn hóa, tinh thần của nhân dân, đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị là nội dung nghị quyết số 14 của Thành ủy Cần Thơ. Chiều nay, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết này. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và đồng chí Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các sở, ban ngành, quận huyện. 3 năm qua, các cấp Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đạo đức lối sống, ý thức thượng tôn pháp luật, tự hào và tôn vinh truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc. Các nền tảng giá trị đạo đức được quan tâm gìn giữ, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi phấn khởi, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và việc thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo. Trong quá trình triển khai thực hiện và tổ chức các hoạt động đối ngoại, thành phố lồng ghép giới thiệu về đặc trưng, nét đẹp văn hóa của thành phố đến bạn bè quốc tế, phối hợp tổ chức sự kiện có yếu tố nước ngoài nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa vùng sông nước tại Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở Cần Thơ chú trọng xây dựng văn hóa trong lãnh đạo quản lý, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, xây dựng phát triển toàn diện đồng bộ hài hòa các lĩnh vực văn hóa, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tập trung xây dựng công nhận các danh hiệu văn hóa, phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ phong phú đa dạng thực chất, cải thiện điều kiện nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, chú trọng xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ, của những người làm công tác văn hóa, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa.